Em chào tất cả các anh chị. Theo yêu cầu của các anh chị thì hôm nay em sẽ review Rubik Dashen. Và em đã phải cất rất kỹ, các anh chị có thể nhìn thấy. Em cất ở dưới này cơ các anh chị ạ. Đây này. Để cho bạn Min không, bạn Minh nghịch ngợm, không nghịch của em nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Bây giờ em sẽ khui hộp nhé. Em cất dâu rất kỹ. Hộp này có vẻ hơi cứng. Các anh chị thông cảm, em cắt nó hơi hơi cứng. Cứng quá rồi. Quy định luôn á. Ui da. Mày qua các anh chị ạ. Các anh chị thấy em thông minh không? Cất kỹ là bạn mình không nhìn thấy luôn. Đây. Bây giờ em tiếp tục khui tiếp nha. Đây. Ý, ôi. Ơ, sao như quả tạo vậy? Đây là Shang Solution chứ. Min ơi, comment của cô nhiều thế nhỉ? Để mình đọc của comment của cô xem nào. Đâu nào? À đây. À, đây có một comment hay. Xem nào. Anh góp ý cho cô review nhé. À, Khôi review chưa tốt lắm. Để xem nào. Hôm nay mình sẽ review hộ Khôi. Để xem hôm nay Khôi cất dấu Rubik ở đâu nào. Hôm nay Khôi cất kỹ thế nhỉ. Cái gì đấy? Đấy. Hôm nay Khôi cất kỹ nhưng mà không qua được mắt của Min đâu. Đây là khối Rubik 3x3x3 Da Xiang M Sticklet 2021. À. Bây giờ mình sẽ review nhé. Khôi làm vẫn còn ít tổng số lắm. Bây giờ Min làm chuyên nghiệp hơn một tí. Đầy đủ thông số. À, nhưng mà nếu cắt như này thì Khôi biết mất. Thôi, xem nào. Đây. Mình sẽ cắt vào đây. Mình sẽ phải cắt nhẹ nhàng để Khôi không biết được. Thật sự nhẹ nhàng. Đây. Đó. Đây là con gọi là Da Xiang 3M. Đấy, đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây. Nhìn bề ngoài thì khá là giống hộp của con RS3M. Giống hộp của RS3M. Đây, mở được rồi. Đi vào đây. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu mở nhé. Ô chà. Ui. Có vẻ như đây. Ui. Đây. Em mở cái con này cho các anh chị xem nhá. Con của em đây. Con RS3M. Đây. Anh chị có nhìn thể nhìn thấy kiểu con Da Xiang học của Muju ấy anh chị ạ. Đây là cái để chỉnh ốc vít. Còn đây là tờ giấy hướng dẫn thôi. Cũng đẹp đấy các anh chị nhỉ. Thì bây giờ em sẽ đến cái nhân vật chính của chúng ta. Đây là nhựa nhám các anh chị ạ. Đó. Và em thấy màu của con này khá là tươi. Bây giờ em so sánh với RS3M nhé. Đây. Thì con này màu của con RS3M nó đậm hơn màu của Da Xiang một chút. Ồ, màu cam các anh chị có thấy không? Khác biệt hoàn toàn luôn. Màu Da Xiang đậm hơn màu của RS3M. Còn cái màu này thì màu của Da Xiang cũng đậm hơn màu của RS3M. Màu đỏ. Thì màu Da Xiang
đậm hơn RS 3M. Màu vàng thì tương tự nhau thôi con chị ạ. Màu trắng này em nghĩ là cũng tương tự nhau thôi vì nhìn nó cũng chẳng khác gì nhau cả. Bây giờ em sẽ thử Foster nhá. Ui, thích cực kỳ luôn. Wow, một con Rubik Da Chiang 75.000 đồng mà chơi thích cực kỳ luôn. Bây giờ em thử cho các anh chị nghe nhá. Phê không các chị? Các chị phê không? Phê luôn. Cực kỳ phê luôn. Em đánh giá con này được. Bây giờ em thử xem ốc nha. Đây. Mà sao? Cái này bốn góc này các chị này. Cùng với cái này. Mà sao lắp? Em thấy tháo ra hơi khó. Vì là mình phải bật bốn góc này ra. Về độ cao góc của Rubik Da Chiang thì em nghĩ không bằng con RS3M các anh chị ạ. Nâm châm thì của con Da Chiang này cũng không bằng con RS3M. Có một cái thắc mắc mà tại sao các anh chị nghe nhá. Không có một tiếng lò xo nào mà các anh chị nghe này. Có khác biệt không các chị? Đấy, em cho các anh chị nghe lại này. Không có một tiếng nào luôn. Wow. Wow. Về trọng lượng thì em thấy con Da Chiang nhẹ hơn con RS3M. Em thấy là nhựa của con Da Chiang nó khá là mỏng. Của con RS3M nó dày. Em nghĩ là do vậy mà con Da Chiang sẽ nhẹ hơn con RS3M. Và đây, wow. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây là hình tổ ong các anh chị ạ. Đây, còn RS3M thì chỉ có rãnh thôi chứ không có tổ ong. Đấy. Ồ, các anh chị có thể nghe thấy không? Sột soạt. Có vẻ như con này chưa được lúp. Bây giờ em sẽ thử lúp nhé. Có suy sức gì không đấy? Đây mình thử lúc bên này xem nào. Ui. Phê quá. Nó ra nhanh hơn nhiều rồi các anh chị ạ. Em phải nói là con này mặc dù nhẹ và rẻ tiền, nhưng mà cái độ mượt của nó sau khi treo lúp thì em thấy con này cũng được đấy. Bây giờ em sẽ làm vớt soft cho các anh chị cảm nhận nhé. Em chỉ hand scramble được các anh chị ạ. À, khối sắp lên rồi. Mình phải cất thôi. Ô là la. Shang Shao Legion. Yeah. A few moments later. Đấy, mình đang chơi Da Chiang trong phòng này đấy. Mình sẽ bắt quả tang. Mình ơi, sao mình lại nghịch đồ của tớ thế? Thôi, tớ xin lỗi cậu. Nhưng thật sự là tớ rất muốn giúp cậu. Vì các anh chị bảo là cậu cần review chi tiết hơn. Mình xin hứa lần sau tớ sẽ không nghịch của Khôi nữa đâu.